Tất cả các Bồ Tát đều theo nguyện đại bi thị hiện vào sanh tử, người tu hành hiện tại và chúng sanh mạt pháp siêng dứt những ái kiến, bèn vào đại viên giác. Khi ấy, Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại bi Thế Tôn, vì chúng con giảng rõ pháp bất tư nghị như thế, vốn là việc chưa từng thấy nghe. Nay chúng con nhờ Phật dạy dỗ khéo léo, được lợi ích lớn, cảm thấy thân tâm thư thái. Xin Phật vì tất cả pháp chúng ở đây giảng lại giác tánh viên mãn của Pháp Vương, những sở chứng sở đắc của tất cả chúng sanh, Bồ Tát và Như Lai sai biệt như thế nào, khiến chúng sanh đời mạt pháp nghe thánh giáo này tùy thuận căn cơ tu theo thứ lớp mà được khai ngộ. Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát nói xong, nằm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bấy giờ Phật bảo Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát rằng: Lành thai, lành thai, thiện nam tử, người khéo vì chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về pháp tu hành theo thứ lớp và sai biệt. Này người hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy, Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, tự tánh của viên giác vô sở trụ, phi tánh tánh hữu, chẳng trụ nơi có và không, chỉ tùy theo tánh nhân duyên sanh khởi, chẳng thủ chẳng chứng. Ở trong thật tướng, thật chẳng có Bồ Tát và những chúng sanh. Tại sao? Vì Bồ Tát và chúng sanh đều là quyển hóa. Nếu quyển hóa diệt thì chẳng có kẻ thủ chứng. Ví như nhãn căn chẳng tự thấy nhãn, pháp tánh vốn bình đẳng mà chẳng có kẻ bình đẳng. Lược giải: tự tánh của viên giác vô sở trụ, phi tánh tánh hữu. Nói phi tánh vì chẳng chấp tự tánh là thật, tức là chẳng trụ nơi có. Nói tánh hữu vì thánh phàm đều sẵn đầy đủ, tức là chẳng trụ nơi không. Lược giải hết. Chúng sanh mê muội, chưa thể diệt trừ tất cả quyển quán. Lúc đang dụng công diệt trừ, muốn diệt mà chưa diệt thì hiện ra sai biệt. Nếu được tùy thuận bản tánh tịch diệt của Như Lai, rốt cuộc chẳng có sự tịch diệt và kẻ tịch diệt. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay, do mê giác tánh thành vọng tưởng, chấp thân ngũ uẩn là ngã, và ngã kiến kiên cố thành kẻ ái luyến ngã, mà chẳng tự biết vọng tâm niệm niệm sanh diệt, chìm đắm ngũ dục nên sanh khởi lòng yêu ghét. Nếu gặp thầy bạn tu chánh pháp giáo hóa, khiến cho khai ngộ giác tánh trong sạch tròn đầy, được thấu rõ nguồn gốc của sự sanh diệt, mới biết sanh này vốn vô sanh, thì tâm trần lao cũng là tự tánh vậy. Lại nếu có người dứt hẳn trần lao, được pháp giới trong sạch, ngay cái kiến giải trong sạch ấy tự làm chướng ngại cho mình, nên ở nơi viên giác chẳng được tự tại. Đây gọi là tùy thuận giác tánh của phàm phu. Thiện nam tử, tất cả Bồ Tát vô kiến giác chiếu soi, biết kiến giải là chướng ngại. Dù đoạn được chướng ngại của kiến giải sở chiếu, nhưng kiến giác năng chiếu vẫn còn. Trụ nơi kiến giác cũng thành chướng ngại mà chẳng thể tự tại. Đây gọi là tùy thuận giác tánh của những Bồ Tát chưa vào sơ địa. Thiện nam tử, có chiếu soi, có kiến giác, đều gọi là chướng ngại. Cho nên thường giác của Bồ Tát chẳng trụ năng sở, năng chiếu và sở chiếu đồng thời tịch diệt. Ví như có người tự chặt đầu mình, khi đầu đã chặt đứt thì chẳng còn kẻ năng chặt. Vậy dùng tâm chướng ngại tự diệt các chướng ngại. Nếu chướng ngại đã đoạn diệt thì chẳng có kẻ năng diệt chướng ngại. Kinh giáo liễu nghĩa của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu thấy được mặt trăng thì biết ngón tay chẳng phải mặt trăng.
đủ thứ ngôn thuyết của tất cả Như Lai để khai thị cho Bồ Tát cũng là như thế. Đây gọi là tùy thuận giác tánh của những Bồ Tát đã vào sơ địa. Thiện nam tử, tất cả chướng ngại cũng là cứu cánh giác. Đắc niệm, thất niệm đều là giải thoát. Pháp thành tựu, pháp phá hoại đều gọi là niết bàn. Trí huệ ngu si cùng là bát nhã. Pháp thành tựu của Bồ Tát và ngoại đạo đồng là Bồ Đề. Vô minh với chân như cảnh giới chẳng khác. Những giới định huệ và tham sân si đều là thanh tịnh hạnh. Cõi chúng sanh và cõi Phật đồng một pháp tánh. Địa ngục thiên cung đều là tịnh độ. Hữu tánh vô tánh cùng nhau thành Phật. Tất cả phiền não tức là giải thoát. Dùng trí huệ biển giác chiếu soi các tướng trong pháp giới đều như hư không, bình đẳng, bất nhị. Đây gọi là tùy thuận giác tánh của Như Lai. Thiện nam tử, những Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp phải an trụ như thế này. Bất cứ lúc nào chẳng khởi vọng niệm, đối với vọng tâm cũng chẳng dừng nghỉ và diệt trừ. Nơi cảnh vọng tưởng không cho liễu tri, đối với sự không liễu tri cũng chẳng phân biệt là thật không liễu tri. Lược giải. Bất cứ lúc nào chẳng khởi vọng niệm, tức là vô niệm. Đối với vọng tâm cũng chẳng dừng nghỉ và diệt trừ, tức là chẳng diệt vọng. Nơi cảnh vọng tưởng không cho liễu tri, tức là chẳng cho chấp thật có vọng. Đối với sự không liễu tri cũng chẳng phân biệt là thật không liễu tri, tức là chẳng cho chấp thật không có vọng. Tu theo như vậy, tức là giữ được chánh niệm, cũng gọi là an trụ tâm vậy. Lược giải hết. Nếu những chúng sanh đối với pháp môn khó tin, khó hiểu, khó trì, khó thực hành này, nghe rồi mà chẳng sanh tâm kinh ngạc và khiếp sợ, ấy gọi là tùy thuận giác tánh. Thiện nam tử, các ngươi nên biết, những chúng sanh này đã từng cúng dường trăm ngàn muôn ức hằng sa chư Phật và Đại Bồ Tát, gieo trồng nhiều phước đức thiện căn, nên Phật nói người ấy gọi là thành tựu nhất thiết chủng trí, quyết định sẽ thành Phật. Lúc ấy, Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: thanh tịnh huệ nên biết, tánh Bồ Đề viên mãn, chẳng thủ cũng chẳng chứng, chẳng Bồ Tát chúng sanh. Khi muốn giác chưa giác, có thứ lớp sai biệt, chúng sanh bị giải chướng, Bồ Tát chưa lìa giác, vào thập địa tịch diệt, chẳng trụ tất cả tướng, đại giác đều viên mãn, gọi tùy thuận cùng khắp. Chúng sanh đời mạt pháp, tâm chẳng sanh hư vọng. Phật nói người như thế, hiện đời tức Bồ Tát, cúng dường hằng sa Phật, công đức đã đầy đủ, dù có nhiều phương tiện, đều gọi tùy thuận trí, giác tánh. Khi ấy, Oai Đức Tự Tại Bồ Tát ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, đã vì chúng con giảng rõ tùy thuận giác tánh như thế, khiến cho những Bồ Tát nghe lời Phật dạy giác tâm sáng tỏ, chẳng nhờ tu tập mà được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, ví như thành phố lớn có bốn cửa thành, người vào thành từ mọi phương đến chẳng đi cùng một đường. Tất cả Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật và thành quả Bồ Đề cũng chẳng thực hành theo một phương tiện duy nhất. Xin Thế Tôn vì chúng con giảng rõ tất cả phương tiện thứ lớp và người tu hành gồm có mấy loại, khiến Bồ Tát trong hội và chúng sanh đời mạt pháp, kẻ cầu đại